mọi người đã quay trở lại với chương trình Khám phá trường học cùng với Loan Vũ. Và hôm nay thì Loan đã quay trở về quê Cần Thơ của mình và đang có mặt tại một ngôi trường. Và nếu mọi người nhìn sơ qua giao diện và linh vật mascot ở đây thôi thì chắc chắn mọi người đã nhận ra đó chính là FPT Polytechnic Cần Thơ. Lý do tại sao hôm nay Loan lại có mặt tại FPT Polytechnic Cần Thơ là bởi vì trong năm 2023 trường sẽ có một big update khi chuyển sang cơ sở đào tạo mới to hơn, chất lượng hơn. Và bây giờ không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, Loan sẽ cùng với ông Poly tiến vào bên trong và khám phá trường học đi thôi. Tại khuôn viên của trường cực kỳ rộng và cực kỳ thoáng mát luôn. Và đây là cơ sở được thiết kế rất là xịn sò để các bạn có thể đúng theo phương châm đào tạo của trường là thực học thực nghiệm. 70% lượng đào tạo thì sẽ dành cho các bạn sinh viên có thể thực hành cùng với trải nghiệm thực tế hoặc là đồng hành cùng với doanh nghiệp. Và trường đào tạo rất nhiều ngành hot hiện nay, ví dụ như là ngành quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, rồi có cả ngành hướng dẫn du lịch và vân vân, rất là nhiều ngành luôn. Và mỗi một chuyên ngành đều sẽ có phòng xưởng thực hành riêng của mình. Bây giờ ông Lan sẽ dẫn mọi người đến tham quan phòng xưởng thực hành của ngành thiết kế đồ họa ở bên trên tầng lầu. Là một không gian vô cùng cool, làm tôi phải đứng hình mất 1, 2, 3, 4, 5 giây. Nhìn thôi là mọi người có thể đoán được đây là không gian thực hành của các bạn sinh viên ngành thiết kế đồ họa của trường FPT Polytechnic Cần Thơ. Và mọi người có thể thấy là bước vào không gian này thì Loan cực kỳ thích và ấn tượng luôn. Thứ nhất là rộng rãi, cái thứ hai là bàn ghế được sắp xếp rất là phù hợp để các bạn có thể làm việc nhóm cùng với nhau. Xa xa kia mọi người có thể thấy là những cái sản phẩm mà các bạn sinh viên làm đang được trưng bày tại đây. Và mật độ của mỗi lớp học khoảng tầm từ 25 đến 30 bạn thôi, rất là dễ để cho thầy cô có thể quan sát và hỗ trợ đến từng bạn một. Thiết kế đồ họa là một ngành cực kỳ hot trên thị trường hiện nay, cho nên khi các bạn bước vào học FPT Polytechnic Cần Thơ thì các bạn sẽ học tất tần tật từ A đến Z, từ kỹ năng cho tới phần mềm để các bạn từ năm 2 là các bạn đã có thể đi làm rồi. Và đối với riêng ngành thiết kế đồ họa nha, thì Loan biết là các bạn sẽ hơi tốn tiền một xíu trong các bạn làm dự án nè, làm đồ án các bạn phải in ấn khá là nhiều. Thì trường có hỗ trợ luôn cho các bạn một xưởng in cực kỳ hiện đại và chất lượng để các bạn có thể in ấn với mức giá phải chăng. Và đây cũng là cơ hội để các bạn có thể làm việc nhóm cùng với nhau, hiểu về ngành nghề của mình cũng như là công việc tương lai của mình. Loan thấy là đây là một ngành rất hot, thành ra sẽ có rất là nhiều trường đào tạo. Và tại sao Trinh lại quyết định là chọn FPT Polytechnic Cần Thơ? Dạ, lý do mà em chọn FPT Polytechnic Cần Thơ thì trong thời gian mà em tìm hiểu các trường thì em nhận thấy là các sinh viên đều đánh giá cái trường FPT Polytechnic Cần Thơ rất là lớn, là vì trong lúc học sẽ được thực hành rất là nhiều và thầy cô thì luôn chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình để cho sinh viên tiến bộ hơn, như là học hành và thực tập tốt hơn. Loan đồng ý. Loan biết là trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các bạn vừa học vừa làm. Vậy thì Trinh đã đi làm chưa? Và nếu mà có đi làm rồi đó thì có thể chia sẻ một xíu được không? Dạ, trong lúc học thì em cũng có làm một số việc như là thiết kế các ấn phẩm về social media cho các quán cà phê, cũng như là em thiết kế một số backdrop cũng như là profile cho công ty sự kiện. Và chúc cho Trinh sẽ phát triển hơn nữa khi mà bạn tốt nghiệp ra trường. Cảm ơn Trinh rất là nhiều nha. Dạ. Đây là phòng trưng bày những sản phẩm của các bạn sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí của FPT Polytechnic Cần Thơ. Thì trường đối với lĩnh vực này thì trường đầu tư cho các bạn rất là nhiều máy móc thiết bị xịn sò để các bạn có thể thực hành. Gần trường thì có một xưởng rộng hơn 1.000 m², có đầy đủ máy quay, máy tỉ, máy CNC v.v. để các bạn thực hành. Và thầy cô cũng sẽ thường xuyên đem những dự án thực tế từ bên ngoài vào để các bạn có thể làm luôn và đem về doanh thu thật nha mọi người. Ở đây thì Loan thấy có một cái máy in 3D đang hoạt động như thế này để ra những cái sản phẩm khá là tinh tế như thế này nè mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy sản phẩm mà các bạn làm ra rất là tuyệt vời luôn, mọi người thấy chưa? Thấy rõ chưa?
từng chi tiết một luôn, rất là sắc sảo nha mọi người. Trời ơi, cái bộ nail của tôi quá là xuất sắc luôn. Có một cái điểm mà Lan cực kỳ thích ở trường, đó là trường liên kết với các doanh nghiệp từ rất là sớm. Sẽ có những môn mà các bạn không cần phải thực hành tại trường, các bạn ra thẳng doanh nghiệp làm và học tại doanh nghiệp luôn. Quá đã. Và Loan nghĩ là chúng ta sẽ còn rất là nhiều những cái phòng thực hành khác cần Loan đến tham quan, cho nên hiện tại thì Loan cũng thấy là đầy đủ rồi, Loan sẽ đi nha mọi người nha. Thấy từ sáng đến giờ là hầu như tất cả các dự án mà các bạn sinh viên làm ở trường FPT Polytechnic Cần Thơ là hoàn toàn là dự án thật nha mọi người. Ở đây thì mọi người có thể thấy là các bạn sinh viên đang chia làm hai nhóm, các bạn sẽ tổ chức hai chương trình, là một là chương trình âm nhạc và cái thứ hai là chương trình thời trang. Các bạn sẽ làm từ A tới Z luôn, từ việc lên kế hoạch cho đến dự toán ngân sách cho đến tổ chức sự kiện rồi chiến dịch truyền thông, tất cả mọi thứ đều là các bạn sinh viên làm. Và đây là những chương trình có thật nha mọi người, sẽ được bán vé và tổ chức thật luôn để cho các bạn trải nghiệm thực tế. Và thầy cô cũng sẽ nhận đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp bên ngoài để các bạn có thể trải nghiệm những case study thực tế, và từ đó các bạn sẽ nhạy bén hơn. Và Lan thấy đây là một cái điều rất là tuyệt vời đối với những bạn nào mà theo học ngành PR và tổ chức sự kiện. Các bạn rất rất cần được thực hành nhiều để các bạn có thể xử lý được rất nhiều tình huống xảy ra khi các bạn đi làm thực tế bên ngoài. Và tổ chức sự kiện là một trong những ngành mà các bạn phải có rất nhiều kỹ năng và kiến thức, thì phải cập nhật mỗi ngày. Và các bạn yên tâm là các bạn sẽ được học hết, từ xây dựng thương hiệu cho đến marketing truyền thông, cho đến việc quản lý và sáng tạo nội dung đa nền tảng, từ Facebook, từ TikTok, từ Chris, từ Instagram, vân vân, rất là nhiều luôn. Bên cạnh đó các bạn còn sẽ học được kỹ năng mềm và tiếng Anh chuyên ngành nữa. Còn gì tuyệt vời hơn khi các bạn sinh viên được thực hành trong không gian được mô phỏng theo khách sạn 4 sao, được cố vấn thiết kế trực tiếp bởi các chuyên gia cũng như là các doanh nghiệp đồng hành cùng với trường FPT Polytechnic Cần Thơ trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và nhà hàng. Thì đối với trường, ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng sẽ được đào tạo 3 chuyên ngành chính là quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và hướng dẫn du lịch. Các bạn sinh viên tại đây sẽ được thực tập tại những khách sạn 5 sao lớn nhất tại Việt Nam, ví dụ như Vinpearl Phú Quốc, khách sạn Sheraton hoặc là Intercontinental. Thông tin, phát triển phần mềm hay là lập trình web thì FPT là một trong những đơn vị khá là uy tín trên thị trường rồi, xịn sò đúng không mọi người? Và hiện tại thì Loan đang có mặt tại phòng thực hành của các bạn sinh viên trường FPT Polytechnic Cần Thơ, và các bạn ngành công nghệ thông tin đang thực hành nhóm dự án cùng với nhau. Và ở FPT Polytechnic Cần Thơ thì ngay từ năm nhất thì các bạn đã học thẳng vào chuyên ngành luôn, và năm 2 thì các bạn đã có thể đi làm rồi. Và khi các bạn tốt nghiệp thì rất là nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin săn đón các bạn. Và Loan được biết là có nhiều bạn sinh viên học tập tại trường và sau đó trở thành cán bộ IT tại trường luôn. Loan biết đây là một ngành cực kỳ hot và nhiều bạn quan tâm, cho nên Loan sẽ bốc thăm trúng thưởng để chọn ra một bạn phỏng vấn nha. Loan được biết đó là Hào là học ở trường ngành công nghệ thông tin đúng không? Yeah. Thì sau đó thì Loan lại biết là Hào hiện tại là cán bộ IT của trường nữa. Thì cái quá trình mà bạn từ cái lúc bạn học cho tới cái lúc bạn đi làm như thế nào, làm sao mình có thể trở thành cán bộ IT của trường được? Thật ra thì ban đầu em cũng không chắc chắn là mình học ở trường IT này đâu. Nhưng mà sau cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông á, em cảm thấy thích ngành phần mềm, thì em bắt đầu tìm hiểu và đăng ký hồ sơ vào trường này. Mặc dù trước đó cũng có khá là nhiều trường có điện tư vấn, nhưng mà em lại ấn tượng với trường CRMT. Tại vì em được biết thì ngành công nghệ thông tin là một cái ngành mũi nhọn của trường, cho nên em theo học.
Thì sau một khoảng thời gian khoảng 2-3 kỳ gì đó, em bắt đầu cảm thấy mình đủ năng lực để bắt đầu tự học. Thì em bắt đầu tự học thêm, xong rồi trau dồi cái năng lực của mình. Sau một khoảng thời gian em thể hiện năng lực của mình đó, thì các thầy bắt đầu cho em làm tutor. Là kiểu hướng dẫn cho các bạn cùng khóa và các bạn khóa dưới làm những bài tập lớn đó. Thì sau một khoảng thời gian như vậy, em được giới thiệu làm cộng tác viên IT của trường. Sau đó thì em xin thực tập tại phòng đào tạo. Và sau khoảng thời gian thực tập tại phòng đào tạo, em có một khoảng thời gian thử việc tại phòng đào tạo 1 tháng. Và trong khoảng đó thì em nhận được cơ hội phỏng vấn làm cán bộ IT của trường. Và đó là cái cơ hội để em trở thành cán bộ như hiện tại. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Hào rất là nhiều, và chị chúc cho em sẽ có nhiều sức khỏe cũng như là làm việc thật là tốt, có nhiều cơ hội trong tương lai. Cảm ơn chị. Xuyên suốt trong chương trình ngày hôm nay, chị Loan nhắc rất nhiều về triết lý đào tạo của trường là thực học thực nghiệp. Thì tại sao chúng ta lại có cái triết lý đào tạo này? Thì ông Loan nghĩ là người trả lời hay nhất đó chính là thầy Trần Lý Anh Tuấn, đang là giám đốc của FPT Polytechnic Cần Thơ. Xin chào thầy. Chào Loan. Thầy có thể chia sẻ cụ thể thêm về triết lý đào tạo của trường được không ạ? Triết lý đào tạo của trường cao đẳng FPT Polytechnic đó là thực học thực nghiệp. Các bạn sinh viên đến đây học với cái việc mà trải nghiệm học tập, học lý thuyết ít thôi, các bạn học thực hành là chủ yếu. 30% lý thuyết nhưng 70% các bạn sẽ thực hành, mà chính là những dự án môn, những dự án sản phẩm, dự án đặt hàng từ doanh nghiệp là các bạn sinh viên phải thực hiện được ra sản phẩm thì mới được công nhận cái kết quả học tập. Thì việc mà tạo ra các sự thực hành cũng là một cái trải nghiệm học tập cho các bạn sinh viên rất là tốt. Khi mà chữ thực nghiệp đó, các bạn đến xưởng với vai trò là một nhân viên, một cử nhân trong tương lai, một người lao động được đào tạo mức độ cao đẳng. Các bạn ấy sẽ làm việc với người thầy cô của mình. Thầy cô đóng vai trò là trưởng phòng, trưởng dự án xưởng, giám đốc xưởng, để giúp cho sinh viên các cái hoạt động làm một sản phẩm cho doanh nghiệp. Và chính là thực hiện thực nghiệp như vậy, giúp cho sinh viên bước ra trường sau khi tốt nghiệp, thạo nghề và sẵn sàng làm việc với doanh nghiệp. Cảm ơn thầy rất là nhiều, và Hồng Lan chúc cho thầy thật nhiều sức khỏe và thành công. Cảm ơn thầy đã chia sẻ ạ. Cảm ơn Loan, cảm ơn. Và tổng kết ngày hôm nay thì Lan cực kỳ ấn tượng với triết lý đào tạo của trường FPT Polytechnic Cần Thơ là thực học và thực nghiệp. Trường có cơ sở mới rất là xịn sò, to và rộng luôn mọi người. Chất lượng đào tạo và giảng viên tại đây thì khỏi phải bàn, chuyên môn cực kỳ cao luôn. Và sinh viên ở đây thì theo như Lan thấy nha, đó là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ tài hoa nghệ thuật, thầy cô rất yêu. Và mọi người đừng quên click vào đường link bên dưới để có thể tìm hiểu kỹ hơn về FPT Polytechnic Cần Thơ nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại mọi người trong chương trình khám phá trường học tiếp theo.